Vận động viên Kim Trơn phản đối khi bị Phương Lê dạy đời Vũ Ý Nhi, thế ai biết cô lớn mà hơn thua với con nít. Trước việc bị Hoa hậu Phương Lê đã có màn cà khịa lên mặt dạy đời chỉ vì Black khi tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam nói về thế hệ Gen Z hiện nay, vận động viên Nguyễn Hữu Kim Trơn đã có màn phản đối cực gắt. Huỳnh Trần Ý Nhi có lẽ là cái tên đang nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng ở thời điểm hiện tại khi người đẹp đến từ Bình Định liên tiếp có những phát ngôn sốc nổi khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, nhức nhối. Song song bên cạnh những phát ngôn yêu cầu bạn trai phải thay đổi bản thân để theo kịp mình, thì Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục có phát ngôn đi vào lòng đất. Để nói về các bạn Gen Z hiện tại, cô nói, khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cà phê thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã có công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình. Với phát ngôn về bạn bè đồng trang lứa của Ý Nhi đã một lần nữa được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, vận động viên bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng đăng tải một story trên trang cá nhân về vấn đề này. Anh viết, mình cũng đồng trang lứa với bạn nè, trang Wikipedia của bạn mới lập được 7 giờ trước, thì trang của mình đã có từ năm 15 tuổi. Trong lúc bạn đi thi Hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi. Đứng trước làn sóng dư luận khi bị lên án, chiều 29 tháng 7, Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện trong buổi live stream, chính thức lên tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi sau khi đăng quang. Tân Hoa hậu bật khóc gửi lời xin lỗi khán giả và thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót khi đưa ra quan điểm. Nhiều bạn trẻ dành thời gian uống trà sữa, ngủ, còn tôi đã đi thi Hoa hậu. Người đẹp gốc Bình Định xúc động trải lòng. Tôi vừa đăng quang thiếu kinh nghiệm trong các cuộc phỏng vấn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi khán giả vì đã làm mọi người hiểu sai, buồn lòng về mình. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một cô hoa hậu có những phát ngôn không chính xác. Những ngày vừa qua tôi thực hiện liên tiếp các buổi giao lưu với truyền thông nên có thể nhiều lúc phát ngôn thiếu tỉnh táo. Tôi hy vọng trong thời gian tới tôi sẽ có những chia sẻ chính xác phù hợp hơn để mọi người có cái nhìn đúng hơn về tôi. Với màn flash của vận động viên Kim Sơn cùng với màn xin lỗi của Ý Nhi, tuy không phải là người trong cuộc nhưng Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê cũng đã có bài đăng trên Facebook nói về Kim Sơn. Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê gay gắt viết trên trang Facebook cá nhân. Đã là vận động viên quốc gia mà còn là đàn ông thì hơn thua với một đứa con gái chi vậy con trai. Thật sự con cũng ngầu thi đấu giỏi nhưng rốt con không nổi tiếng, người ta chỉ nhớ ánh viên còn con khá mờ nhạt dù vị trí như nhau. Đấy nhờ lần này con kiện bé gái nên con cũng nổi tiếng luôn đó, cô chúc mừng con. Mà thôi con ơi, đàn ông mình giỏi mình hơn thua ngồi kia cho oi, hơn thua chi với đứa con gái non nớt mới bước vào showbiz. Con có chắc là con hoàn hảo trong cách ứng xử chưa con, chúc mừng con trai và mong được nhìn thấy con tỏa sáng thi đấu tiếp theo. Với việc bị Hoa hậu Phương Lê chỉ trích, vận động viên Kim Sơn cũng không cả nể, nhún nhường mà thay vào đó, anh chàng cũng đã đáp trả lại một cách cực gắt và vô cùng thẳng thắn thông qua Facebook cá nhân của mình. Chàng trai sinh năm 2002 phản đai gắt, đang đi chơi cũng không yên hà, người ta nhớ ứng viên, thế cô cho con hỏi, ở trong làng Hoa hậu, người ta có nhớ cô không? Chuyện trang lứa phản biện nhau đã xong rồi, cô lại đi nhảy vào chi? Nếu con bị kêu là đàn ông hơn thua con gái, thì cô là người lớn đôi co với con nít ạ. Nói sơ tạm thế cô nhé, con đang bận đi chơi. Sau bài đăng, nhiều netizen đã vào bình luận bày tỏ sự đồng tình với phản ứng thẳng thắn của Kim Sơn. Hiện vụ việc khẩu chiến trên mạng xã hội giữa Phương Lê và Nguyễn Hữu Kim Sơn vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.